Chào các bạn, bài tập trước là mình về taekwondo của mình là tập phần nâng cơ thể và di chuyển. Và phần 2 của bài di chuyển nâng cao là mình vẫn di chuyển những bài tập như vậy mà mình nâng cao là mình di chuyển lên và di chuyển lui và di chuyển xoay. Những cái điều đó rất quan trọng trong taekwondo. Khi mình tập điều đó được chuẩn thì mình mới tập ra đòn được. Ha, bây giờ mình sẽ nâng cao bài tập di chuyển. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Ok, em sẽ làm thử trước. Ha, em sẽ đi làm thử trước. Ok, trước là mình di chuyển tại chỗ, mình nâng cơ thể. Ok, bây giờ mình sẽ nâng cao, mình di chuyển lên. Mình di chuyển nhưng bằng những ngón chân nha. Bài trước mình đã hướng dẫn rồi, lên. Và mình sau khi mình di chuyển lên, mình sẽ lui. Lui là theo nhịp 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, phía luôn. Anh Dũng, mình xuống ngón chân lên. Rồi mình hạ xuống giống như của bài tập 1. 1, 2, 3, 4, 5. Lên. 1, 2, 3, 4, 5. Lên. Chúng ta sẽ lên theo một đường thẳng nha. Từ khi bước sau này mình di chuyển á, nó rất là quan trọng. Từ bài tập di chuyển của mình nên là nó quyết định toàn bộ cái cơ thể mình vững chắc hay không. Đó là một cái động tính để sau khi mình ra đòn cái này nọ đồ á, nó vững chắc là do mình di chuyển tốt, di chuyển đều nha. Dạ chắc. Rồi, chúng ta sẽ tập lại bài đó đi. Anh Vũ sẽ vô ha. Đi di chuyển một đường thẳng nha. Tôi đi vô nè. Rồi, okay. Đứng lên, hạ xuống. Chúng ta sẽ đếm theo nhịp. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, ok. Chúng ta sẽ chuyển lên. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển lui. Đứng ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5. Lui. 1, 2, 3, 4, 5. Lui. Đó, chúng ta sẽ di chuyển như vậy. Tại sao di chuyển lên và xuống thì chúng ta sẽ di chuyển qua, lại, xoay qua, xoay lại cùng một vị trí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Đó. Ok, hôm nay chúng ta tập 3 bước của bạn. Rồi. Đây này. Để cho anh đưa đây cho mình xem. Rồi, hai người thủ tướng nha. Lên. 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 Xoay. Lên. 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 Xoay, xoay, lên, 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 xoay, lên, 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 cứ lên cứ nghe một cái điều chị đang cứ xoay rồi là mình cứ đổi thế là ước và di chuyển. Chúng ta di chuyển, tập di chuyển á là cùng một đường thẳng nha. Là chúng ta sẽ di chuyển lên, đếm theo nhịp 1, 2, 3, 4, 5 rồi mình lên nha. Tập theo cái nhịp để bước nó quen cái nhịp để mình nâng cơ thể mình nó đều hơn nha. Ok, thế nó sẽ đi thế này. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta sẽ quay người, quay chúng lại. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, khi mà bạn tập á, mấy bạn chưa có di chuyển được giống như anh Giáp, anh Vũ á, là anh đã quen cái nhịp, anh mới di chuyển lên xuống cùng với nhau và xoay lại. Thì mình sẽ tập cơ bản giống như vậy ha. Giờ mình tập lên xong tính mình tập lui ha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mình sẽ tập lui như vậy. Tập lên xong tập lui rồi mình sẽ tập quay một chỗ. Khi bạn quen các bạn phải tập giống anh Vũ với anh Giáp được nha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Rồi. Rồi anh cắt cái clip đi. Cắt rồi. Rồi, ok. Là cái bài di chuyển chúng ta nâng cơ thể á, di chuyển tấn. Thì hôm nay chúng ta sẽ di chuyển nâng cao như mình đã nói thì hai anh sẽ thể thị phạm cho các bạn coi. Là di chuyển như thế này nha. Chuẩn bị. Rồi, nhớ đứng gần ra chút xíu. Rồi, lên. 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 Xoay, lên, 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 xoay, lên, 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 lên. Rồi, ok. Khi mà chúng ta tập di chuyển lên xuống cái nhịp nó quen chúng ta giống như đôi khi chúng ta di chuyển như vậy. Thì bây giờ ta tập nâng cao là chúng ta sẽ chạm cơ thể. Là giống như là mình ra đòn nhưng mình ra đòn bằng tay. Ok. Rồi cứ lên thì anh Giáp sẽ được dây em nha. 2, 3, lên. Đó, ok.
phải thủ phạm, có nghĩa là chúng ta sẽ tấn công đối thủ. Ta mình ra đòn nhưng mình ra bằng tay nha. Ok, rồi vô. Rồi, xích chân lại. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, lên. Rồi, lên. Cố gắng cho tay đụng vai. Lên. Lên. Rồi, xoay. Tới đánh giá. Lên. 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 Xoay. Lên. Bài tập tiếp theo của chúng ta là mình đá vòng cầu ha, đá thường thường. Cái loại đá vòng cầu thì đó, cái tập 1 mình đã hướng dẫn rồi đó, là lối đá cái đó là cái đá truyền thống, cái đá cơ bản của mọi người. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đá theo cách Taekwondo, là cách đối kháng nó sẽ lẹ hơn và nó sẽ nhanh hơn ha. Ok rồi, chắc được rồi. Bây giờ chắc khi đá vòng cầu bình thường chúng ta sẽ đá từ ngoài vô trong ha, mình sẽ đá vậy đúng không? Mình sẽ đá giống vậy, mình sẽ đá khác nha, mình sẽ nói lại. Mình sẽ có 3 bước, 1, 2, 3, đúng vô. Một động tác đá trong cầu nhưng mình sẽ có 3 bước. Nước gối lên ngang ngực, xoay heo, ra đòn cũng chân nha. Mình chứng mình ra đòn là nó phải chủ ra nha mày, nó phải thẳng ra như vậy nha. Nó không được công nhận, công nhận khi mình tiếp vào mục đích của mình nó lại sẽ dễ bị ngực cũng chân ha, nó khẽ chân ha. Thế lại, lên, xoay. Đó là bước trong cầu như này, mình sẽ làm nhanh nha. Nó sẽ là như vậy. Đá vòng cầu thông thường như nãy nó sẽ đá vào ngoài vậy. Sẽ bắt vô. Còn mình sẽ đi lên và úp vô nha. Lên, úp vô. Đó là như vậy. Vô. Rồi. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta tập theo từng bước, và bước theo mình đá trong cầu là mình hãy giống như là có 3 bước. Lên đầu gói, gói ngang ngược, xoay eo, và ra chân. Nó sẽ là đoạn đá trong cầu. À, của ta kinh đô, dày, dày, dày. Quý vị trước khi ta nói ta sẽ tập từng bước. Bước 1, tập lên gói, ha. Và tập theo nhịp của giống như di chuyển hồi nãy. Mình sẽ di chuyển. Vô hàng, di chuyển. 1, 2, 3, 4, lên, gói. Đó, chúng ta sẽ tập như vậy. Chúng ta tập quen rồi chúng ta sẽ tập lắc không vô. Mấy ra đòn mình sẽ tập theo từng bước nha. 1 2 3 4 lên, đó nó sẽ là như vậy. Ok, khi chúng ta tập quen đó chúng ta phải tập ra đòn rồi. Anh Vũ Dinh Giám sẽ tập bài đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hành ha. Hồi nãy là mình tập cái cơ bản của 3 bước đó, bây giờ mình sẽ thực hành chưa giáp nha. Ví dụ đầu tiên mình sẽ nhắc lại 1 2 3. Ok, giờ mình sẽ vô ha, tốc độ vô mình sẽ làm nhanh hơn. Rồi, rồi, nè, như vậy ha. Tôi đá mà không, mình lên gối ngang ngược, xoay hông thì đá, làm lại từ từ nè. 1 2 3, đó. 1 2 3, ok, lấy xe vô nhanh. Rồi, ok, giờ anh em mình tập lại đó. Ok, giờ chúng ta tiếp tập bóng đá nha. Rồi, ok. Đá bình thường, vô. Đá luôn rồi. Đá luôn. Đá được rồi, rồi, vô. Đúng rồi. Tiếp. Đúng rồi, cơ bản. Tiếp. Rồi, tốc độ nha. Lên. Lên. Rồi, hỏi chưa? Rồi, xích chân lên. Rồi, ra đâu. Đúng rồi, cầm cái nghiêng nghiêng vậy đó. Rồi. Vâng, nhưng mà mình đá là mình phải cao gối lên nha mấy bạn. Mình đá mình thấp gối quá vậy là không được, nó sẽ sai động tác. Từ khi mình cao gối lên thì là đó là đang hướng được cái đầu của mình nha. Cao lên chút chút. Nó thấy vậy, húp vô nha. Ok. Đó, sẽ cao lên. Gối mình nó phải cao ngang được. Rồi, làm lại. Đúng rồi. Tiếp.
rồi ở người cầm lên nhấc đá đó đó lên gói rồi xây em nhà đúng rồi đừng đi ra ngoài đi nãy anh giáp và anh đi hơi đi ra ngoài giáp và xây ra ngoài chứ lên gói mà anh lên ra ngoài á mình phải lên một bậc thang mình không được lên vậy được lên thì nó xa được mét mình phải lên vậy à đây sẽ di chuyển luôn nha, nâng cơ thể mình đá luôn. Nãy nào đứng một chỗ mình cứng cứng mình đá, bây giờ mình sẽ di chuyển, đúng không? Mình thấy người mình sẽ nhúc cái đầu. À. Ok, đúng nè, đúng tiêu nhiều. Xoay đá, không đá luôn, đá nhúng nhúng đá thôi chứ không có xoay. Tập cơ bản mà. Lên, đá đầu này lên. Phần sau mình sẽ tập phần nâng cao về gầm cờ đá nhập cầu hơn. Bài tập hôm nay chúng ta là cái phần là phần di chuyển nâng cao và cái cách đá về gầm cầu ha và cách đá của nó khác. Ok, mình đã hướng dẫn như vậy, mình sẽ nói lại. Các bạn cứ tập nhớ vậy nha. Di chuyển 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 đó, chúng ta di chuyển lên và chúng ta di chuyển luôn 1 4 5 luôn luôn. Ok, và khi tập hai động tác xong tôi tập quay người nha. Say, good, 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 say, say, ok. Tập khi đó các bạn tập chuẩn cho tôi tập tái dòng cầu nha. Ngán giữ, muốn một cái dòng cầu là sao? Xin nói lại, lên gối, nghe ngược, ha, say eo, ra đầu. Nó sẽ là một bước đó, ba bước để đá. Ok, các bạn nhớ tập nha. Rồi, ok. Để kết thúc đợt sau mình sẽ nói về nâng cao khi đá một cầu là di chuyển đá. Mình di chuyển đá, hôm nay mình sẽ tập đứng một chỗ thôi. Rồi sau mình tập di chuyển đá. Rồi, ok. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.